Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với loạt bài Khi người phụ nữ đến tòa. Chúng ta nói người phụ nữ đến tòa có thể là thẩm phán. Chúng ta đã nói về người phụ nữ đến tòa là luật sư. Chúng ta đã nói về người phụ nữ là trong phiên tòa ly hôn. Chúng ta sẽ nói với người phụ nữ trong phiên tòa tranh chấp về thừa kế. Bây giờ hôm nay chúng ta lại có một cái chủ thể của phụ nữ, đó là bị cáo. Khi người phụ nữ phạm tội, các bạn ạ, trong quá trình hành nghề của tôi thì cũng do đặc tính vùng miền thôi, tôi ít có nhận những cái vụ kiện mà phụ nữ phạm tội. Tuy nhiên thì cách đây vụ việc cách đây cũng tôi nghĩ chắc cũng là 5 năm rồi. Tuy nhiên tôi còn nhớ in hoài mãi cái hình ảnh mà người phụ nữ tôi bào chữa trong một cái vụ án đánh bạc. Hình như là như thế nào đó, tôi cũng ít có tham gia ở sơ thẩm. Bản án sơ thẩm tuyên chị vào cái tội đánh bạc với một cái mức hình phạt là 1 năm. Thì sau khi cái bản án đã được tuyên với hình phạt, phải nói chút xíu là hình phạt là tội đánh bạc. Mà các bạn, bạc là gì không? Chị ghi đề đó, chị ghi ra những cái phơi đề mà chị ghi mang một cái tính chất gọi là ghi nhỏ lẻ thôi. Mình làm nhiều mình ăn trọn, chứ mình không có giao cho người khác. Mình ghi cái phơi đề. Thú thật với quý vị và các bạn là tôi cũng chưa bao giờ tôi chơi đánh đề cả. Thế là tôi phải đi mua vé số. Tôi hỏi rằng nguyên một cái lô vé số coi có tổng cộng là bao nhiêu lô. Rồi tôi hỏi với các em vé số rằng là cái con chó là số mấy, mà con khỉ là số mấy, con dê thì mình biết rồi, dê là số 35-70 mình biết rồi. Rồi con lương là số mấy, gặp ma là số mấy, nhiều quá. Và tôi cũng hiểu và phải học chứ. Đây hồi mình bào chữa cái tội đánh bạc lại không được. Mà bây giờ mình đi mà hỏi bị cáo thì hỏi cái bị cáo mình bào chữa thì rồi là nó không thể hiện cái tính chuyên nghiệp. Các bạn biết không? Tôi phải ròng rã tôi hỏi, bây giờ nếu đánh 100 mà hai con thì trúng bao nhiêu, mà đánh 100.000 mà trúng 3 con thì lại bao nhiêu. Tôi cũng nhớ là vụ đánh bạc thì khá vất vả. Thực ra cái tội đánh đề thì nó cũng liệt vào được pháp luật hình sự. Thì lúc đó là luật hình sự năm 1999 các bạn ạ. Là cái tội đánh bạc. Tuy nhiên thì do vụ việc cái gọi là thu lợi không cao, cho nên chỉ tuyên 1 năm tù thôi, là tù giam. Thì sau khi bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên mức án là 12 tháng tù giam thì chị mới buồn bực. Thì chị cũng được qua một cái sự giới thiệu của bạn bè đến văn phòng gặp tôi. Thực ra thì cái áp lực nó sẽ đè nặng hơn. Vì trong cái vụ kiện này, trong cái vụ án hình sự đánh bạc, tôi thì tôi cũng lo lắm. Vì ở cái cấp sơ thẩm gần như cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ rồi, giờ biết nói làm sao mà nhận cái vụ án mà bây giờ không giảm được thì chắc chết quá, mất uy tín quá. Thật ra thì cái quan trọng không phải là mình không làm hết mình, tuy nhiên rằng là mình có đạt được cái vấn đề gì cho đương sự hay không, cho bị cáo của mình bào chữa hay không. Và tôi cũng nhận với vai trò luật sư bào chữa cho chị ở cấp phúc thẩm. Các bạn biết không, để bào chữa cho chị, một mặt tôi nghiên cứu về cái tội đánh bạc, một mặt là tôi nghiên cứu cả về cái cách chơi đánh đề, hai con trúng nhiêu, ba con trúng nhiêu gì, sủ chủ hay cái gì đó, giờ lâu quá tôi cũng quên rồi. Rồi con nào là con chó, con nào là cái gì gì đó. Và một mặt sờ trên mạng, một mặt nghiên cứu, hỏi các anh chị em thẩm phán, đủ thứ hết, đủ trò hết. Và các bạn biết rồi,
trong cái tội đánh bạc là một cái tội có cái hình phạt bổ sung, thì tòa án cấp sơ thẩm đã có, sau khi mà thấy rằng cái việc mà thu lợi bất chính, thu lợi bất chính là cái gì, cái nguồn thu từ đánh bạc nó nhiều quá, cho nên tòa án đã có một cái hình phạt bổ sung là thu lợi bất chính cộng với một cái tình tiết giảm nhẹ theo quy định của hồi xưa nó là điều 46 tình tiết giảm nhẹ, và thế là tôi đã bào chữa thành công cho cái người phụ nữ đứng ở vai trò bị cáo là người phạm tội đánh bạc. Ra phiên tòa chị mừng lắm. Cũng xin nói thêm nữa là trong cái phiên tòa thì thứ nhất là tôi cũng là đạo Thiên Chúa, chị cũng là đạo Thiên Chúa, thì chị có nói với tôi rằng là chị Thu ơi, tôi tin tưởng chị, và nhiều nhiều thứ lắm, nó làm cho tôi cái trách nhiệm nó đè nặng lên vai của một luật sư nữ, một luật sư đạo Công giáo, mệt mỏi lắm. Tuy nhiên thì thông qua cái video lần này, tôi muốn quý vị và các bạn biết rằng phụ nữ chúng tôi là như thế đó. Trong bất kỳ những cái vai trò nào, trong bất kỳ việc chúng ta đứng ở vị trí là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, luật sư, thẩm phán, thì phụ nữ chúng tôi luôn mềm mại và uyển chuyển, thậm chí có thể sử dụng vũ khí là khóc đó các bạn. Để chi? Để được lợi. Và đâu phải là những lúc mà chúng tôi là khóc giả bộ đó, khóc vì cái mặt cảm xúc đó dâng trào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng rằng thông qua cái loạt 15 video của Khi Phụ Nữ Đến Tòa sẽ giúp cho quý vị và các bạn như một cái câu chuyện vệ kể, một nhân văn. Nó có thể rằng là nó chỉ là những cái kinh nghiệm của luật sư nữ trong quá trình đi tòa thôi. Tuy nhiên đó cũng là một cái góc khuất mà chưa bao giờ luật sư bật mí cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý bạn đọc, quý ân nhân đã song hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.